Một tháng sau đó, Tinh là đế quân Tây Cương Minh Đấu Sơn Mạch bị Tạ Khai mở ra khu vực Bào Lỗ Hổng. Nhật Nguyên đại quân đế quân ngang nhiên mà vào, Tại Hồn đạo sư đoàn toàn lực ủng hộ, ngạnh sinh ra phá vỡ phòng tuyến, phá được Minh Đấu Sơn Mạch, đem một lần nữa chiếm lĩnh. Tinh La đại quân đế quân liên tục bại lui, tổn thất nặng nề, vừa mới xây dựng ra 5 mũi hồn đạo sư đoàn gần như bị đánh tan, hồn đạo khoảng kỹ thuật rớt đi lại phía sau, đã thành thất bại nguyên nhân chính. Ở bên kia, đấu linh đế quân tại xử lý các hậu viện dưới sự ủng hộ tuy nhiên ổn định lại đầu trận tuyến, nhưng đối mặt với Nhật Nguyệt đế quốc cường hãn hồn đạo trận địa cũng không lực phản công. Xử lý các hậu viện trước sau đều khó khăn, không thể cùng lúc trợ giúp hai nước, chỉ có thể lựa chọn càng thêm nguy cơ đấu linh đế quốc với tư cách là trợ giúp đối tượng. Đại lục cục diện lại lâm vào trong giằng co, nhưng Tinh La đế quốc cùng với đấu linh đế quốc lại cũng không biết quân tường mục đích thực sự không phải là phía sau một lần là xong, chiếm cứ đấu linh đế quốc Bắc Cường. Sau đó Nhật Nguyên đế quốc phái ra số lượng lớn công tướng tại hai chi thú vương cấp hồn đảo sư đoàn thủ hộ xuống lặng yên ở trên trời hồn đấu linh đế quốc hai nước này, phía trên phía bắc khu vực tiến hành khai thác cái kia mảng lúc trước phát hiện ra kim loại hiếm khu vực khai thác mỏ. Số lớn kim loại hiếm này bị trở về phía Nhật Nguyệt đế quốc gia công các loại hồn đạo khí. Nhật Nguyệt đế quốc thấp xuống ổn định lại trạng định trang hồn bảo đạn pháo nghiên cứu ra phát minh tốn, đem càng nhiều lửa nghiên cứu phát minh ra kinh phí cũng tài nguyên toàn bộ nghiên cứu ra năng lực cả áp suất hàng ngũ hồn đạo khí, không ngừng giảm nhỏ năng lực cả áp suất hàng ngũ hồn đạo khí thể tích, đồng thời cũng tận khả năng bảo trì uy lực của nó. Nửa năm sau, tại Nhật Nguyên đế quốc cung phụng điện, điện chủ đại đức già rõ ràng đứng dưới sự chủ trì. Nhật Nguyên đế quốc hồn đạo khoa kỹ thuật này lấy được đột phá tính thiển thiên lên. Năm xưa năng lực ánh sáng chứa đựng kỹ thuật, đem ánh nắng mặt trời hấp thu chứa đựng, với tư cách năng lực cả áp suất hàng ngũ hồn đạo khí trưởng hiệu quả động lực, chứa đựng ra thời gian tuy nhiên rất dài, thiết bị cũng rất cồng kềnh, nhưng cái này nhưng là làm cho hồn đạo khoa kỹ thuật mở ra một cái tạm mới đích đại môn. Đối với cái này, Tinh La đế quốc cùng với đấu linh đế quốc tại Mù Thịt không biết, chỉ có thể là xử lý các học viện dưới sự ủng hộ, phát triển mạnh hồn đạo khí, ý đồ tại tương lai không lâu cùng với Nhật Nguyệt đế quốc tiến hành liều chết đánh cược một lần. Ở một năm trước, tại không có bất kỳ dấu hiệu dưới tình huống, Nhật Nguyên đế quốc đột nhiên theo Minh Đấu Sơn Mạch hướng Tinh La đế quốc phát khởi tấn công mạnh, đầu nhập vào nhập nhị chi hồn đảo sơ đoán, cùng với vượt quá 50 vạn binh lực. Đấu linh đế quốc ở bên kia chỉ lưu lại 4 mũi hồn đảo sơ đoán cùng với 20 vạn đại quân, dựa vào năng lực cả áp suất hàng hồn đảo khí tiến hành phòng ngự. Tinh La đế quốc liên tục bại lui, Bạch Hồ công tước mặc dù là một đời danh soái, nhưng ở thực lực tổng hợp tuyệt đối dưới tính hình thế xấu, chống cự lại không có chút sức lực nào. Nhật Nguyệt đế quốc chỉ dùng thời gian một tháng, liền chiếm lĩnh được Tinh La đế quốc Tây Phương lớn mảnh thổ địa. Tinh La đế quốc vượt qua 1/5 thổ quốc diện tích rơi vào tay địch. Thời khắc nguy cơ, Sử Lanh Khắc Thánh bám hồn đạo sư đoàn cùng với Sử Lanh Khắc Học Viện một đám cường giả đổi tới, hơn nữa đã mang đến đại lượng đường muốn nghiên cứu ra cao tần hồn đạo khí, cuối cùng là miễn cưỡng chặn lại Nhật Nguyệt đế quốc tấn công mạnh. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, vừa lúc đó, một chi nhân số bất quá mấy trăm người quân đội, giống như là phá vỡ không gian bình thường lăng công ra hiệu tại ở đấu linh đế quốc. Chuẩn xác mà nói là 300 người, nhưng 300 người này lại có một trong truyền thuyết sanh tử, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Nhật Nguyệt đế quốc hộ quốc trì thủ ở trong ngón tay cái, đấu la đại lục ở phía trên, một người duy nhất đế vương cấp hồn đạo sư đoàn, toàn bộ trang bị hình người hồn đạo khí, một cái tu vi đạt tới bát cấp hồn đạo sư cấp độ. Tại 4 vị kiểu cấp hồn đạo sư dưới sự dẫn xuất lĩnh, bọn hắn đưa cho đấu linh đế quốc quân quà giữ đả kích lặng nề nhất. Cái này Dương Đồng kích Tây chiến thuật cũng không tính quá mức cao minh, nhưng mà tại thực lực tổng hợp tuyệt đối chiếm được ưu thế. Chính là như vậy một cái chiến thuật lại lấy được to lớn hiệu quả. Quân tử lợi dụng đấy, tự là linh đấu thành đế quốc cùng với Tinh La đế quốc dù tù thủy theo quán tính. Ở trong con mắt của mọi người, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sơ đoán đây là uy hiếp tính lực lượng cường đại. Bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất tự là bảo vệ xung quanh đình đồ, nhưng mà ai cũng muốn ý muốn quá. Tại đại lục trước mắt cục diện như vậy, rõ ràng cũng đã không cần phòng ngự. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sơ đoán tự là tại bối cảnh như vậy xuống, bị quất tường lạnh lẽ rút sạch đi ra, đầu nhập vào đấu linh đế quốc ở trên chiến trường. Nhất chiến công thành, ta Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sơ đoàn dưới sự dẫn dắt, Nhật Nguyệt đế quốc chủ đóng ở đấu linh đế quốc mấy mươi hồn đạo sơ đoàn dưới sự phối hợp. Hơn nữa, 20 vạn của đại quân đấu đá, nhất thời làm cho đấu linh đại quân đế quốc phát triển mạnh mẽ, cũng không còn cách nào ngăn cản được Nhật Nguyệt đại quân đế quốc đi tới bộ pháp.
Mà Nhật Nguyệt đế quốc cho tới nay nhất chiếm cứ ưu thế, như cũ là trinh sát khống chế, lương tựa theo siêu cao thiên công gió sát và đạo khí đối áp chế, đem làm cho Tinh La đế quốc cùng với sử lấy các học viện chiếm được tin tức này thời điểm. Đã là một tháng sau rồi, đấu linh tàn quân đế quốc tại Tuyết Linh Huấn dưới sự dẫn dắt chỉ không đủ 10 vạn người rút lui khỏi đấu linh đế quốc, một mực tiến vào trong sử lấy các thành trong phạm vi, Nhật Nguyên đại quân đế quốc mới đình chỉ truy kích. Lục Trương quân tử đối với Vu Hạo làm ra hứa hẹn một mực chắc chắn, nhảy lên 10 trận kia chiến dịch giống như cho tất cả mọi người để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Vô luận chiến tranh phát triển tới trình độ nào, Sử Lệnh Khang đại tử đều đầu tiên là cuối cùng không có ai gặp lại bị công kích. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, đem đấu linh tàn quân đế quốc đuổi ra khỏi đấu linh cảnh lội đế quốc, triệt để chiếm cứ toàn bộ đấu linh đế quốc. Sau đó Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn lập tức lùi binh phản hồi lại đấu linh cảnh lội đế quốc, đồng thời đóng quân tại biến cánh xây dựng hồn đạo trận địa. Đến tận đây, nguyên thực đấu la đại lục trong tam quốc này, đấu linh đế quốc bị diệt, triệt để biến thành Nhật Nguyệt đế quốc lửa đường ở bên trong. Chiếm được tiền sữa này, Tinh La đế quốc cả nước cũng bí, ai cũng biết đấu linh đế quốc phú chết này cũng liền ý nghĩa rằng Nhật Nguyệt đế quốc sắp sửa triệu tập toàn bộ lực lượng để đối phó với Tinh La đế quốc. Lấy Tinh La đế quốc bây giờ quốc lực, làm sao có thể cùng với Nhật Nguyệt đế quốc chống lại đây? Diệt quốc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngay sau đó, quả nhiên nghiệm chứng điểm này, Nhật Nguyên đế quốc chiếm cứ đấu linh đế quốc về sau, chiếm được sư lại một lần nữa để chậm lại. Rất rõ ràng, bọn họ là xúc tích lực lượng, đồng thời hoàn toàn khống chế được đấu linh đế quốc. Nhật Nguyên đế quốc phương diện này cũng tiến hành cải biến chiến thuật, không hề chính diện tấn công mạnh, mà là đem đại quân phân tán ra đến, phân biệt theo Nhật Nguyệt đế quốc bản thổ, Thiên Hồn đế quốc cùng với đấu linh đế quốc ba mặt vây kín, không ngừng hướng Tinh La nội bộ để quốc áp xế. Cũng không tính là một lần là xong, nhưng lại không ngừng xơi tái Tinh La đế quốc thổ địa. Tinh La đế quốc thực lực tổng hợp đúng là nguyên thuộc đấu la đại lục ba nước bên trong mạnh nhất một cái, nhưng mà dưới tình huống như vậy, thực lực của bọn hắn lại có thể bày ra bao nhiêu đây? Sử Lệnh các học viện đã đem hết toàn lực đang ủng hộ bọn họ, nhưng học viện lực lượng cuối cùng có hạn, phòng ngự một tòa thành thị còn có thể, nhưng vì toàn bộ quốc gia này tiến hành phòng ngự nhưng bây giờ là quá khó khăn. Chiến tranh tiến hành được hiện tại, theo Vu Hạo được Vũ Đồng mất tích tiến hành, đã suốt thời gian 3 năm đi qua, Tinh La đế quốc phía nam lớn mạnh thổ địa này sớm đã chìm đắm vào trong địch thủ, địa phương khác cũng là như vậy. Hiện tại duy nhất bị Tinh La đế quốc khống chế, cũng chỉ có Tinh La thành làm hạch tâm một khu vực, toàn bộ quốc thổ vượt qua 80% rơi vào trong Nhật Nguyệt đế quốc chi thủ. Đến lúc này, ai cũng biết, Nhật Nguyệt đế quốc thống nhất đại lục xu thế đã không đảo ngược nữa, nhưng Tinh La đế quốc vẫn ở chỗ cũ đau khổ chống đỡ lấy. Dù là còn có một tia hy vọng cuối cùng, bọn hắn cũng không muốn lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Nửa tháng trước, Nhật Nguyệt đại quân đế quốc rốt cuộc là hành hoàn thành trước mắt bắn về xung quanh thế, trước sau đã phát khởi ra 3 lượt tấn công. Trải qua chiến tranh nhiều năm như vậy, hồn đạo khí trên chiến trường đã hoàn toàn đã trở thành chủ lực. Nhật Nguyên đế quốc nghiên cứu ra phương hướng, đã đạt đến không cần hồn lực, cũng có thể sử dụng ra hồn đạo khí tình trạng. Tương lai không lâu, binh lính bình thường có thể phân tán xa hồn đạo khí. Cái này là năng lực cả áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí cùng với năng lực ánh sáng lợi dụng sản phẩm hỗn hợp. Hồn đạo khí chiến tranh, liền đích là tiêu hao, liền đích là song phương tại hồn đạo khí phương diện này tiêu hao, dự trữ tiêu hao. Tinh La đế quốc tạm lúc mặc dù chặn lại, nhưng tình huống bây giờ lại là bọn hắn lấy một thành trì lực đối kháng với toàn bộ đại lục. Đại quân áp cánh khiến cho Tinh La lội thánh trăm vạn quân dân mỗi ngày đều đắm chìm vào trong đè nén trong không khí. Tinh La quân đội này cùng với đế quốc chỉ còn lại là có chưa đủ 40 vạn rồi, còn lại hoặc là bị diệt chết hoặc là nhìn về phía dưới, trở thành Nhật Nguyệt đế quốc một bộ phận. Mà Nhật Nguyệt đế quốc vây khốn Tinh La thành đại quân lại trường hơn chiếu. Kể cả Nhật Nguyệt Hoàng Sa hồn đạo sư đoàn, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn, Tà quân hồn đạo sư đoàn, Hòa Phương Hoàng hồn đạo sư đoàn, Sợi Trà hồn đạo sư đoàn, cái này là hộ quốc chi thủ ngũ đại hồn đạo sư đoàn ở bên trong. Tổng cộng 18 cái hồn đạo sư đoàn tự là tràn chiến dịch này chủ lực. Số lượng lớn hồn đạo trận địa sớm đã bố trí sẵn sàng, ở trong đó còn bao gồm cả 8 cái loại nhỏ năng lực cả áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí. Lừa tháng này đến một mực sở chữ năng lực ánh sáng, tùy thời đều đã làm xong cho Tinh La đế quốc thành trầm trọng nhất một cách ý định. Ở phía Tinh La thành ở trong hoàng cung, trong đại điện yên tĩnh như chết.
Tinh La được cô hoàng đế cào cứu đế hoàng vĩ, lúc này lại là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hai con người thất thần, theo hắn có một chút mùi khổ cốc cũng đem như là mực, vành mắt có thể nhìn xa, hắn đã nhận lấy cỡ nào áp lực cực kỳ lớn. Tại hắn dưới tay này còn có một chút người dĩ nhiên là đang ngồi, chính là đến từ Sử Lãnh Các học viện Huyền Lão. Huyền Lão sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại thập phần ảm đạm đấy. Từ hắn dưới chính là Sử Lãnh Các học viện mọi người, ở trong đó chư vị Khải Thần Các Túc Lão đều có một cái chỗ ngồi. Đường Môn một đám cường giả lên đứng ở các vị các bổ lão sau lưng, lấy Bối Bối cầm đầu, Đường Nhã, Tử Tam Thạch, Hòa Thái Đầu, Giang Nam Nam, Tiểu Tiểu, Diệp Cốt Ý, Quý Thất Trấn, Nam Tu Thú, Kinh Tử Yến, thậm chí ngay cả Hiên Tử Vấn, Hòa Cao Đại Lâu, Đại Hồn Đạo Trừ Đường người đều là tại đây. Có thể nói, toàn bộ Sử Lấy Các thành các cường giả cơ hồ tất cả đều tề tụ tại lờ đây. Ở bên kia thì là Tinh La Đế Quốc vằn vo báo quan đám bọn họ. Vằn vo báo quan đứng đầu đúng là Bạch Hổ Công Tước. Bạch Hổ Công Tước dưới tay phương này mới được là một thần dung trang thật lâu công chúa. Tận lúc này công chúa sắc mặt đồng dạng là tái nhợt, hơn nữa tràn đầy mỏi mệt, đại chiến sằng co gần thời gian 2 năm. Mắt nhìn quốc gia của mình, thổ quốc không ngừng bị địch nhân xâm sới tái, riêng là nội tâm thừa nhận áp lực liền có thể nghĩ. Bạch Hổ Công Tước cũng là già đi rất nhiều, hai mái tóc đã là hoa sẫm, phải biết rằng hắn này tuổi chưa qua hơn 50 tuổi, hơn nữa lại là phong hào đấu la tu vi, dựa theo bình thường đến xem vốn phải là phong nhã hào hòa mới đúng. Ây, Tinh La Đế Quốc hoàng đế thở dài một tiếng, chậm rãi theo mình ngồi vị hoàng đế trước đứng dậy. Bệ hạ, văn võ báo quan đồng thời khom người, ở trong thanh âm lại nhỉ hơn mấy phần run rẩy. Tinh La Đế Quốc hoàng đế hướng Xà Vĩ khoát tay áo rồi nói, chúng ta cũng không cần lừa dối mình nữa rồi, Tinh La thành phá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Các vị ái khanh, những năm gần đây phụ tá chấm,